Sữa là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở mỗi giai đoạn. Bé sẽ cần chế độ dinh dưỡng khác nhau để phát triển toàn diện đối với trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hàng đầu, tuy nhiên, để bé có một khởi đầu hoàn hảo nhất, các bà mẹ luôn tìm kiếm một sản phẩm sữa công thức chất lượng. Enfamin là một thương hiệu sữa nổi tiếng và được nhiều bà mẹ tin chọn. Với mong muốn mang đến cho các bé từ 0 đến 12 tháng tuổi dòng sữa tốt và chất lượng, các chuyên gia tại đây đã không ngừng nghiên cứu và cho ra sản phẩm sữa Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO 581g. Sản phẩm này là một nỗ lực của Enfamin để khẳng định vị trí của mình trên thị trường và trong lòng của người tiêu dùng toàn thế giới. Những lý do để bạn chọn sữa công thức Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO 581g dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi. Đối với trẻ trong năm đầu đời, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất. Hiểu được điều này, các chuyên gia từ Enfamin đã nghiên cứu các thành phần trong sữa mẹ để ứng dụng vào sản phẩm của mình. Cho ra sản phẩm sữa công thức với thành phần tương đương như sữa mẹ có thể thay thế sữa mẹ trong trường hợp mẹ bị thiếu sữa. Phải cai sữa cho con sớm, công thức độc quyền Neuro Complete với sự kết hợp một cách hoàn hảo và khoa học của các dưỡng chất. Colin, sắt và DHA cho bé trong độ tuổi 0 đến 12 tháng phát triển toàn diện. DHA là thành phần rất cần thiết đối với não bộ. Kích thích hệ thần kinh trung ương phát triển, con của bạn sẽ lớn lên thông minh và nhanh nhẹn. Nhận thức tốt về thế giới xung quanh, choline, sắt và ara là những thành phần tốt cho sự phát triển thị lực. Cho đôi mắt sáng khỏe, không chỉ phát triển về mặt trí não, thị lực, sữa Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO còn cung cấp các khoáng chất và vitamin thiết yếu để bé phát triển toàn diện về thể chất. Uống sữa Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng để bé lớn lên khỏe mạnh. Phòng chống các bệnh lây nhiễm thông thường, thành phần Duo Prebiotics tự nhiên và Chipper Health Guard thương hiệu cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển thể chất. Con bạn sẽ tăng trưởng chiều cao, cân nặng đều đặn để có một khởi đầu thuận lợi. Sữa công thức Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO của Mỹ cũng là một trong những sản phẩm tiên phong về dòng sữa thuần khiết. Không sử dụng các thành phần biến đổi gen, Non-GMO, an toàn với cơ thể của bé. Do đó, các bà mẹ thông thái tại Mỹ luôn ưu tiên dùng các dòng sữa Non-GMO như sữa Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO cho con mình. Bột sữa sánh mịn, dễ khuấy, dễ tan và dễ hấp thụ, hương vị sữa thơm ngon, tự nhiên như sữa mẹ, kích thích vị giác của bé, giúp bé uống ngon miệng hơn mà không bị chớ sữa. Với các bé biếng ăn thì sữa Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO là sản phẩm lý tưởng để chấm dứt các tình trạng này. Những lợi ích từ sữa Enfamin Inspire Infant Formula Non-GMO dành cho bé từ 0 đến 12 tháng mà mẹ nên biết. Áp dụng công thức độc quyền Neuro Complete kết hợp với các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của bé, đó chính là DHA. Sắt, choline đem lại rất nhiều tác dụng đối với thị giác và não bộ phát triển một cách tốt nhất trong giai đoạn từ 0 đến 12 tháng tuổi. Nhờ nguồn nguyên liệu hết sức thuần khiết nên bé khi dùng sữa sẽ không gặp tình trạng dị ứng. Rất giàu vitamin cùng với các khoáng chất cần thiết sẽ giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Vị sữa khi uống đem lại cảm giác béo ngậy nhưng không cảm thấy ngấy, sữa giữ được độ sánh vừa đủ. Mùi hương thơm ngon rất tự nhiên, bột sữa rất mềm và mịn hơn rất nhiều so với các sản phẩm sữa thông thường. Sữa Enfamin Non-GMO dành cho bé từ 0 đến 12 tháng của Mỹ vẫn đảm bảo được hàm lượng dinh dưỡng tương tự với dòng sữa Enfamin Infant đang được rất nhiều các mẹ sử dụng hàng ngày cho bé yêu của mình và có những phản ứng rất tích cực. Có nhiều bé rất biếng uống sữa nhưng đối với sữa Enfamin Non-GMO thì chắc chắn bé sẽ rất hứng thú mỗi lần được uống sữa vì mùi vị và hương thơm rất ngọt ngào. Phù hợp với khẩu vị của các bé khi uống, các mẹ nên lưu ý điều gì khi pha sữa cho con? Sữa bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho con, nhưng nếu các mẹ không biết cách pha sữa, không cẩn trọng trong quá trình pha sẽ vô tình đưa các vi khuẩn có hại vào cơ thể bé, do đó khi pha sữa, các mẹ cần lưu ý những vấn đề sau. Rửa sạch tiệt trùng bằng cách ngâm vào nước ấm các dụng cụ pha sữa cho bé. Pha sữa với liều lượng thích hợp, trong trường hợp bé uống không hết cũng không nên giữ lại cho lần sau mà phải đổ đi. Không dùng lò vi sóng để hâm nóng sữa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Sữa Enfamin Inspire giá bao nhiêu? Hiện tại một hộp sữa Enfamin Inspire có giá khoảng 850,000 đồng. Enfamin là một trong những hãng sữa được nhiều bà mẹ trên thế giới tin dùng. Các dòng sản phẩm của Enfamin được nghiên cứu dựa trên công thức độc quyền sẽ mang đến cho con bạn nguồn dinh dưỡng quan trọng để bé có một khởi đầu tốt hơn.
Link mua sản phẩm sữa Enfamin Inspire mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.